Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Mới đây, Lâm Khánh Chi vô cùng lo lắng đến bỏ ăn vì chồng phải vào viện phẫu thuật khối u. Chồng kém 8 tuổi bệnh phải nhập viện, Lâm Khánh Chi lo lắng đến mức bỏ ăn cả buổi sáng khiến fan xót xa. Chuyển giới với mong muốn tìm được tình yêu đích thực, cuối cùng Lâm Khánh Chi cũng thực hiện được tâm nguyện này. Năm 2017, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa, có một đám cưới long trọng đầy đủ nghi lễ với bạn trai kém 8 tuổi, Trần Phi Hùng. Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng nhà Lâm Khánh Chi luôn ghi điểm nhờ tình yêu khắng khít, luôn dành sự quan tâm ân cần cho nhau. Vừa qua khi chồng bệnh, phải nhập viện, Lâm Khánh Chi lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Lâm Khánh Chi lo lắng vì chồng nhập viện. Vừa qua trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi cho biết chồng trẻ kém 8 tuổi của cô đang nhập viện chờ phẫu thuật. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng hồi hộp và lo lắng, thậm chí không ăn uống gì cả buổi sáng, chỉ uống được ly sữa, nhưng vì quá lo nên không cảm thấy đói. Cô luôn túc trực bên chồng, lo lắng đến bỏ bữa. Nhiều khán giả cũng tỏ ra lo lắng và gửi lời hỏi thăm bệnh tình, chúc sức khỏe đến Trần Phi Hùng. Chia sẻ báo giới, Lâm Khánh Chi cho biết chồng cô từng phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ nhưng bị sót nên phải phẫu thuật lần nữa để tận gốc. Khác với lần trước, lần này ca mổ phải thực hiện gây mê nên cô rất lo lắng cho chồng. Sức khỏe Lâm Khánh Chi cũng không tốt. Không chỉ chồng là Trần Phi Hùng, sức khỏe của Lâm Khánh Chi cũng không tốt hơn là bao. Cô từng chia sẻ sức khỏe ngày càng yếu đi, mỗi ngày phải uống thuốc. Vừa qua Lâm Khánh Chi còn lên cơn co giật, rất may là sau đó sức khỏe nữ ca sĩ đã ổn định trở lại. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy sức khỏe nữ ca sĩ khá yếu ớt. Tuy lo lắng cho sức khỏe của chồng, nhưng người hâm mộ của Lâm Khánh Chi cảm thấy vô cùng hoang mang khi biết cô bỏ bữa, vì sức khỏe của nữ ca sĩ vốn không tốt là bao. Nên fan cô mong rằng dù sao Lâm Khánh Chi cũng nên chú ý bản thân mình hơn để khán giả có thể phần nào an tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.